Xin chào các bạn, chào mừng quay trở lại với series dinh dưỡng dành cho phụ nữ mang thai và sau sinh. Anna đã cùng các bạn đi đến với nhau và hôm nay chúng ta sẽ nói đến cái dinh dưỡng của tháng thứ 6. Và trong tháng thứ 6 này thì có đặc điểm là thai nhi nặng sẽ nặng khoảng 700g. Và với tháng thứ 6 này thì mẹ ăn bao nhiêu là sẽ vào thai nhi hết, cho nên mẹ sẽ cảm thấy đói liên tục. Và vì vậy nên là số bữa ăn của mẹ nên tăng lên là từ 4 cho đến 5 bữa. Tức là ngoài 3 bữa chính ra, mẹ nên có thêm khoảng 2 bữa phụ nữa. Và 2 bữa phụ của mẹ á, thì bởi vì mặc dù chúng ta là đang cần tăng về cả lượng và tăng về cả thành phần dinh dưỡng, tuy nhiên nếu mà mình ăn nhiều quá hoặc là mình lại quá thích một vài món, nó sẽ làm cho mình mất cân bằng về dinh dưỡng. Và đặc biệt hơn là sợ nhất là cái nguy cơ mà tiểu đường thai kỳ nó sẽ xảy ra ở trong giai đoạn này, đồng thời với việc là sợ rằng mẹ sẽ bị tăng cân nhiều quá. Có thể là mẹ không bị tiểu đường, nhưng mà khi mà mẹ tăng cân nhiều quá thì sau này khi mà mẹ đã sinh em bé ra rồi mà mẹ muốn lấy lại vòng hai phẳng lì này hoặc là một thân hình thon gọn thì nó sẽ khó khăn hơn. Ngay cả cái việc là bộ ngực của chúng ta khi mà nó đã bị quá to rồi, khi mình muốn quay trở lại để lấy lại được một cái bộ ngực săn chắc á, nó cũng có nhiều những cái thách thức hơn, do bởi là cái bộ ngực nó đã quá to trong cái quá trình mang thai. Như Anna chẳng hạn thì trong quá trình mang thai thì thực ra Anna đã tăng lên tới 20 cân. Và với 20 cân như vậy thì cái hành trình á, mà để quay trở lại là bản thân mình trước đây, cân nặng thì nó cũng quay trở lại nhanh thôi sau khoảng 1 năm. Nhưng mà vòng ngực á, vòng 1 chính là cái vòng mà nó khó khăn nhất để mà có thể trở lại được như xưa. Cho nên là mọi người cứ nghĩ là vòng bụng nhưng mà không phải đâu, nó lại là vòng 1. Cho nên nếu như mà mẹ muốn là tạo điều kiện vừa cho em bé phát triển và vừa cho bản thân mình nữa, thì những bữa chính mẹ vẫn ăn như bình thường, đủ chất như bình thường và cái lượng như bình thường, một bữa từ 1 cho đến 2 chén cơm. Lượng protein mà mẹ ăn trong một bữa là khoảng từ 100g, nhiều nhất là lên đến 150g thôi. Nếu như mẹ nhớ hình dung được cái món beefsteak á, mình ra ngoài người ta sẽ hỏi là chị ơi, chị ăn beefsteak miếng là 100g hay 150, thì cái lượng protein mẹ ăn cũng sẽ như vậy. Và mình sẽ ăn hai bữa chính như vậy. Còn bữa sáng có thể mẹ nên thay bằng những cái loại ngũ cốc này, rồi yến mạch này. Và mẹ nhớ nhé, có thể mẹ sẽ phải bổ sung sữa bầu nếu bác sĩ yêu cầu mẹ bổ sung sữa bầu, và nếu mẹ thấy rằng là mẹ chẳng ăn được gì cả hoặc mẹ muốn đảm bảo là mẹ đủ chất, do là cái bữa ăn hàng ngày mẹ không tin tưởng, thì mẹ có thể bổ sung sữa bầu. Và cái tháng này chính là cái tháng mà mẹ ăn bao nhiêu thì sẽ hấp thu và em bé bấy nhiêu, em bé cũng tăng rất là nhiều trọng lượng. Sau một tháng thôi, từ tháng thứ 5 mà lên tháng thứ 6 á, thì em bé tăng lên từ cái mức cân nặng trung bình là từ 400g mà lên 700g. Đối với những cái em bé mà to hơn thì thậm chí nó còn có thể có cái cân nặng mà nhiều hơn nữa. Ngoài cái việc mà sử dụng sữa bầu theo chỉ định của bác sĩ, Anna thì không có dám bài xích sữa bầu hay là gì cả. Bạn có thể sử dụng nếu bạn thấy cần thiết và nếu bác sĩ của bạn nói là cần thiết. Thế còn bản thân Anna thì càng có tuổi thì mình càng thích những cái sản phẩm từ thực vật. Tức là Anna khuyến khích là mẹ sử dụng sữa hạt. Hoặc là mẹ có thể luân phiên giữa sữa bầu và sữa hạt cũng được. Tại vì thực ra cái dinh dưỡng mà mình đưa vào trong cơ thể của mình nó phải đều đặn cơ, nó mới có ý nghĩa. Nếu mà mình đưa vào một lượng quá nhiều thì nó cũng không có ý nghĩa. Giả sử một ngày mẹ có thể uống một ly sữa bầu và một ly sữa hạt, nếu như mà mẹ cảm thấy như vậy là khiến mẹ yên tâm. Vì yếu tố tinh thần là còn quan trọng hơn rất là nhiều so với cả những cái yếu tố vật chất khác. Thế thì với sữa hạt thì mẹ nên tự nấu để cho nó an tâm nhá. Còn nếu không thì mẹ nên sử dụng những cái thương hiệu mà từ trước khi có bầu mẹ đã uống rồi ấy. Tức là khi mà trước khi có bầu mẹ uống rồi là mẹ đã biết là người ta làm như thế nào, người ta làm nguyên liệu như thế nào, và cơ thể của mình cũng không có cái phản ứng là quá lạ lẫm với những cái loại dinh dưỡng đó. Cho nên rằng là như vậy mẹ sẽ cảm thấy an toàn hơn và cũng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho mẹ hơn. Mẹ cũng hạn chế là mình thuận tiện nên là mình ăn. Những cái mà thuận tiện mà mình ăn thì cũng rất là đáng ngại, bởi vì bây giờ cái thực phẩm bẩn có rất là nhiều, có thể mẹ lại không thấy ngay đâu mà lại phải một thời gian sau lại mới thấy, hoặc là mình đã vô tình đưa vào trong cơ thể của mình những cái độc tố. Nếu như mẹ thường ăn ở ngoài hàng quán thì mẹ nên chọn những cái chỗ quen để mà ăn, chứ mình không nên là đến một cái chỗ mà mình chưa ăn bao giờ, trừ trường hợp là họ là những cái thương hiệu mà nổi tiếng và họ có những cái giấy chứng nhận để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thì mẹ có thể yên tâm để mà sử dụng.
Trong cái bữa sáng của mình như Anna đang nói dở, thì nếu như mà bạn mẹ sử dụng ngũ cốc thì mẹ có rất là nhiều cách. Mẹ có thể uống sữa ngũ cốc này, hoặc là mẹ có thể sử dụng ngũ cốc để nấu thành cháo này. Nếu mà mẹ nấu cháo thì mẹ có thể nấu là đậu đen với gạo lứt đấy, hoặc là mẹ nấu đậu đen với gạo lứt tím, xin lỗi, đậu đen với cả gạo lứt đỏ. Còn mẹ sẽ nấu là đậu đỏ với gạo lứt tím để thành một cái hỗn hợp mà cháo đậu và gạo lứt như vậy, thì mẹ có thể ăn thậm chí là một ngày hai lần cũng được. Hoặc là mẹ có thể sử dụng yến mạch. Nó có những cái loại yến mạch mà đang còn ở dạng thô á, tức là người ta chưa cho gì hết, chỉ có yến mạch thôi, thì mẹ sử dụng yến mạch, mẹ về mẹ có thể ăn với một chút sốt sô-cô-la, hoặc là mật ong, hoặc là mẹ ăn kèm với một chút sữa hạnh nhân hoặc là sữa hạt điều. Thì mẹ có thể xem ở trong kênh YouTube của Yobo, Anna đã hướng dẫn làm sữa hạnh nhân và sữa hạt điều rồi, thì mẹ có thể ngâm cái yến mạch đó vào trong sữa hạnh nhân và sữa hạt điều, hoặc là mẹ có thể ngâm ở trong nước nóng quãng chừng 1 đến 2 tiếng, sau đó thì mẹ nó thành một cái hỗn hợp sệt sệt á, thì mẹ có thể trộn chung với sữa hạnh nhân và sữa hạt điều để ăn. Trong trường hợp mà mẹ thích trộn thành một cái hỗn hợp như kiểu là giống như ở bên nước ngoài mình hay thấy người ta có trong one bowl, trong một cái chén, một cái tô có nhiều thứ, thì mẹ có thể cho vào đó là vừa yến mạch này, vừa vài lát chuối này, bạn có thể sắt hạt lựu chuối này, rồi những cái loại quả mọng như là cherry, rồi dâu tây, rồi việt quất, mình có thể trộn lên mình ăn như thế, thì cái bữa ăn của mình nó sẽ rất là tuyệt vời vì nó có nhiều đồ tươi, nó không chế biến và nó cũng không có quá nhiều từ gốc động vật. Cái chế độ ăn mà tốt nhất cho mình á, thì như Anna thì Anna ăn tỷ lệ khoảng 80% đến từ thực vật, 15-20% đến từ động vật thôi. Thế còn nếu mà mẹ bầu thì đương nhiên mẹ có thể ăn như cũ, tức là mẹ ăn như cũ, hoặc mẹ có thể ăn thiên về thực vật hơn. Nếu mẹ chọn ăn như cũ thì những cái bữa xế của mẹ này, rồi những cái bữa phụ của mẹ, thì mẹ nên chọn từ nguồn gốc thực vật và nên chọn từ những cái thực phẩm tươi chưa qua chế biến, để mình có thể lấy được đủ dinh dưỡng, đủ các cái nhóm chất mà thai nhi của mình cần và cơ thể của mình cần trong cái quá trình phát triển. Ý của Anna là như vậy. Cuối cùng, cái điểm mà mẹ cần lưu ý trong chế độ dinh dưỡng của tháng thứ 6 đó là mẹ cần phải hạn chế bớt những cái thức ăn đến từ những cái loại tinh bột chế biến nhiều, những cái loại mà có quá nhiều chất béo, nói chung là những cái loại mà có nhiều cholesterol, những loại mà chiên xào rán nướng BBQ này nọ là mẹ cần phải tránh trong những cái giai đoạn mà đặc biệt là tháng thứ 6 này, bởi vì là hai cái tình trạng là tăng cân quá đà và tiểu đường thai kỳ rất là dễ xảy ra ở trong tháng thứ 6 này. Trước đây trong quá trình mang thai của Anna thì Anna cũng tăng cân nhiều nhất vào tháng thứ 6. Tăng nhiều đến mức độ mà mọi người không nhận ra, và bản thân mình cũng không còn nhận ra mình nữa. Và nó tăng rất là nhanh luôn á, cảm giác là nó tăng mỗi ngày. Có những đợt mà mình cảm thấy là cứ khoảng 2 ngày, 2-3 ngày gì đấy là mình cảm thấy mình có thể tăng 1 cân rồi. Và khi mà như vậy á, thì mặc dù Anna không bị tiểu đường thai kỳ, mọi chỉ số vẫn hoàn toàn bình thường, nhưng mà cái việc tăng cân quá đà đấy nó làm cho kéo theo là trong suốt một năm khi mà nuôi con bằng sữa mẹ thì mình không thể tập trung vào việc giảm cân được. Mình cứ làm sao đó để em bé có nhiều sữa tốt nhất thôi, cho nên là mình phải mang theo cái thân hình béo ú đấy khoảng một năm sau sinh cơ. Và khi mà cai sữa một cái thì tự động nó giảm. Mình thậm chí mình chưa kịp sử dụng những cái biện pháp khắc nghiệt hơn. Cho nên là nếu như bạn muốn là lấy lại vóc dáng ngay sau khi sinh thì bạn nhớ rằng là tránh xa những cái loại thực phẩm mà có nhiều đường bột này, đặc biệt là những cái loại bánh ngọt đó. Có những mẹ bị nghén ngọt cho nên là ăn ngọt rất là nhiều, mình hãy thay bằng những loại trái cây có vị ngọt còn hơn là mình ăn những cái loại bánh ngọt như thế. Ngoài ra thì bạn có thể chọn ăn những cái loại như là, nếu mà bạn thèm đường quá thì bạn có thể ăn trái trà là. Đường trong trái trà là hàm lượng nó cũng rất là cao và nó tốt hơn là so với cả đường tinh luyện. Hoặc là bạn có thể ăn một chút mật ong, lại thể là mình tìm cách để mình thay thế những cái thực phẩm thiên nhiên bằng những thực phẩm chế biến. Và nhớ rằng là đừng có đi ăn BBQ, đừng có tập trung vào những cái món mà chiên xào, rán, tất cả những món đấy nó sẽ làm cho có hại cho cơ thể của mình, có hại về mặt sức khỏe và sự phát triển của thai nhi, còn hơn là cái nguy hại về việc tăng cân nữa. Có một cái yếu tố đó là nước. Cái yếu tố nước này thì nó sẽ xuyên suốt
từ ban đầu cho đến cuối của thai kỳ, thậm chí là trong cái quá trình mà trước khi mình mang thai hay sau khi mình mang thai thì mình đều phải bổ sung nước đầy đủ cả. Nước còn được xem như quan trọng hơn cả dinh dưỡng ấy chứ. Tức là mình có thể nhịn đói nhiều ngày nhưng mà mình nhịn nước khoảng 3 ngày thôi là tất cả các cơ quan trong cơ thể của chúng ta đã đình trệ rồi. Bởi vì đến 70% cái thể trạng của gọi là thể trạng trọng lượng của chúng ta là nước. Có điều là bạn chọn ăn những cái loại trái cây rau củ quả nhiều nước hoặc là bạn ăn canh rồi ăn liên tục như vậy thì rõ ràng là nó cũng sẽ trong đấy nó đã có hàm lượng về nước rồi, cho nên rằng bạn sẽ hãy uống nước theo cái nhu cầu của mình và nhớ rằng là bạn có thể uống thai phụ thì có lẽ là tổng lượng nước đưa vào cơ thể khoảng từ 2 lít rưỡi đến 3 lít một ngày. Và bạn nhớ trừ đi cái lượng ở trong thức ăn và trong rau củ quả. Cứ mỗi lần ăn xong bạn hãy nhớ là tráng miệng bằng nước để cho, nhất là được sau khi ăn xong đồ ngọt, để cho giảm cái nguy cơ mà mình bị sâu răng. Trong cái quá trình mang thai cũng rất là nhiều mẹ bị sâu răng mà lúc đấy phải dùng kháng sinh hay là những cái loại thuốc đó, thì nó lại không tốt cho em bé. Nên nó sẽ đưa mẹ vào những cái tình thế khá là tiến thoái lưỡng nan. Như vậy là mình đã đi xong những cái cần lưu ý về mặt dinh dưỡng của tháng thứ 6. Xin chúc mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh và chúc em bé phát triển thông minh, xinh xắn từ trong bụng mẹ. Nếu như mà mẹ thích video clip này, hãy cho chúng tôi một like, hãy share clip này vào những cái hội nhóm có nhiều bà bầu. Hãy đăng ký kênh YouTube của Yobo để chúng tôi có thêm động lực mau chóng ra những clip tiếp theo. Bạn có thể rung chuông để có thể có thông báo nhận video clip mới của Yobo bất kỳ lúc nào. Xin cảm ơn bạn vì đã ủng hộ Yobo và Anna. Xin chào và hẹn gặp lại.